Chị gái Vân Quang Long cầu cứu công an vì gia đình bị bôi nhọ danh dự. Vừa mới đây, phía gia đình ca sĩ Vân Quang Long vừa gửi đơn trình báo lên công an tỉnh Đồng Tháp với nguyện vọng xử lý nguồn tin không đúng sự thật. Được biết, sau khi cựu thành viên nhóm 1088 qua đời, trên YouTube xuất hiện những đoạn clip có thông tin nói mẹ ruột của Vân Quang Long nghiện bài bạc, nợ nần. Chưa dừng lại ở đó, truyền thống nhà giáo của gia đình cũng bị bôi nhọ bởi những lời lẽ không hay. Không chỉ bố mẹ ruột, chị Ái Vân, vợ đầu của Vân Quang Long và hai người con đầu lòng của nam ca sĩ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin thất thiệt. Có thời gian, bé Lê Trắc Kỳ, con gái Vân Quang Long phải xin mẹ tạm nghỉ học và nhờ cô giáo can thiệp để bạn bè không trêu ghẹo những nguồn tin chưa được kiểm chứng. Khi nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ, người thân Vân Quang Long cũng không giấu sự mệt mỏi vì giọng ca bởi tin lời thề. Đã mất hơn 49 ngày nhưng trên mạng vẫn xuất hiện những đoạn clip với nội dung sai lệch, công an đã xác định được những đối tượng đầu tiên để tiến hành các bước tiếp theo. Trong thời gian qua, gia đình sốt ruột trông ngóng sự thật được sáng tỏ nhưng rất trân trọng trước mỗi bước đi cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng. Làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật của các anh chị công an và truyền thông diễn biến đang được thúc đẩy bởi những con người đứng về phía pháp luật và sự thật. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn, chị Ái Vân thông tin thêm. Trước đó, sau một khoảng thời gian im lặng linh lan, vợ Vân Quang Long có phản hồi về những lời tố. Trên trang cá nhân, cô nhận sai khi đối xử với người chồng quá cô chưa tốt. Lan quá yêu anh, Lan ghen và lo cho sức khỏe anh nên nhiều lần cãi nhau và không muốn anh nhậu nhiều, linh lan phân trần. Ngoài ra, bà xã của Vân Quang Long cũng thanh minh trước ồn ào từ thiện và lời tố ăn cắp túi. Vợ Vân Quang Long cũng chia sẻ, cho dù cô không hoàn toàn sai nhưng để chồng ra đi thanh thản cũng như vì không muốn bố mẹ chồng bị cộng đồng mạng hiểu lầm, cô chấp nhận những cái sai về mình. Về phía bố mẹ chồng, Linh Lan gửi lời xin lỗi chân thành. Bà xã của Vân Quang Long còn cho biết, cô chỉ mong kết thúc ồn ào. Linh Lan tâm sự, Lan có đọc hết những gì mọi người nói về Lan, có những thông tin hoàn toàn không chính xác làm Lan rất buồn, rất đau khổ. Lan tự hỏi tại lại dồn mình vào con đường cùng như vậy. Lan không còn mặt mũi nào đi ra đường, còn ai dám nhận Lan vào làm khi họ thấy thông tin xấu về Lan đầy trên mạng. Rồi Helen sẽ ra sao khi lớn lên đọc được những thông tin không hay về mẹ của mình? Lan không còn tha thiết sống ngay lúc này. Lan rất buồn và thật sự không có muốn tranh giành gì với ai hết. Lan chỉ muốn mọi chuyện nên dừng lại ở đây để Lan sớm lấy lại tinh thần lo cho con. Cô ấy chia sẻ, vợ Vân Quang Long tuyên bố cô sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp nếu như bản thân cũng như gia đình hai bên vẫn còn bị xúc phạm hay bôi nhọ danh dự. Dưới bài đăng của Linh Lan, ca sĩ Hàn Thái Tú, người đồng nghiệp thân thiết với Vân Quang Long để lại bình luận, cảm ơn em, Long sẽ an lòng. Mọi việc nên dừng lại.